Tình hình sức khỏe dạo gần đây của anh có ổn không? Thì rõ ràng cái em thấy nó là bằng chứng rất sống, rất thực cho cái vấn đề mà mình ít hoạt động. Khi mà anh chọn một cái giai đoạn để mà anh nghỉ ngơi á, anh sẽ hạn chế những cái hoạt động của mình rất là nhiều. Và dĩ nhiên cái cơ thể mình nó ít vận động, nó ít hoạt động đó. Bình thường mình đi diễn một đêm 2-3 điểm rồi mình nhảy một hụt hụt, mình hát, mình tập luyện thường xuyên, thì cho đến một cái ngày mà cái buồng máy của em cho phép nó nghỉ ngơi thì dĩ nhiên nó vẫn sẽ có những cái thứ cần bảo trì ở trong đó. Thì đó là cái rõ ràng nhất để mà việc tập thể luyện thể dục mỗi ngày, thể dục thể thao, việc mình đem mình hoạt động những cái hoạt động thể dục đó, nó cũng đem lại rất là nhiều những cái lợi ích cho bản thân mình. Người anh khỏe re, bệnh là có thể cái tâm trí của anh nó hơi mệt mỏi chút xíu thôi, nhưng mà thật ra anh sức khỏe của anh vẫn rất tốt. Noo Phước Thịnh của thời hoa học trò cách đây 15 năm với hiện tại có sự thay đổi như thế nào? Noo Phước Thịnh của thời gian đó nó ngây thơ lắm em, nó hồn nhiên lắm em, nó trong sáng lắm em. Còn Noo Phước Thịnh của bây giờ coi như là bão táp phong ba đi dập sắp mặt hết. Và điều quan trọng là Noo Phước Thịnh của cái thời điểm hiện tại nó là một phiên bản ổn định của lúc này, nó là một cái điều mà làm cho anh cảm thấy mình thành công rất lớn trong cái việc mà bình ổn lại những cái tâm trí, bình ổn lại tất cả những cái rối ren trong cái sâu thẳm trong con người của mình. Cho nên anh cảm thấy ở ở cái giai đoạn nào anh cũng thích cái hình ảnh của Noo Phước Thịnh ở giai đoạn đó, ngay cả trong những giai đoạn anh sóng gió anh yếu đuối nhất anh cũng cảm thấy mình rất là kiểu anh cũng cảm thấy rất là thương bản thân mình trong khoảng thời gian đó. Lúc yếu đuối ấy anh có khóc không? Khóc chứ, không phải là không khóc đâu. Dĩ nhiên bản thân mình không phải là đau mới khóc, mà là việc quá bất lực với tất cả mọi thứ, mình nhìn thấy mọi thứ diễn ra mình không tài nào mà mình có thể mình làm được, thì lúc đó mình mới nước mắt lúc đó nó mới rơi. Rơi là không phải là mình yếu đuối, mình rơi không phải là vì mình khóc, mà mình rơi là vì mình không thay đổi được, mình không làm gì khác được. Mình bị coi như là một cái lực rất lớn đè nén mình xuống, thì lúc đó mình khóc. Những lúc yếu đuối có phải do những ồn ào bùa vây mình? Không, lúc đó anh đâu có ồn ào đâu. Lúc đó là không có ồn ào. Cho đến khi mà anh nhen nhóm, anh rụng địch, anh chuẩn bị trở lại thì mới ồn ào. Thì thật ra lúc đó cũng bình thường, chỉ là tại vì đâu quan trọng anh là anh cảm thấy bản thân mình ai cũng có những góc tối bên sâu trong mình, cái góc tối đó quan trọng mình có để cho nó chiếm lấy mình hay không thôi. Noo Phước Thịnh có thể giải thích về clip gây ồn ào về biểu cảm là cách đây không lâu. Là anh không có đụng chạm gì vô ba cái chất kích thích đó luôn á. Và tuyệt đối là anh là người kỵ thuốc, tại vì một cái viên thường thường một cái bình thường mà anh bị cảm sốt xoàng nhẹ nhẹ hay bị viêm họng là anh sẽ tập luyện, hay là anh sẽ uống nước cam, hay là sẽ tìm cách để anh vượt qua. Chứ anh rất là ngán cái thuốc, tại vì nói thẳng ra là gia đình anh, là mẹ anh, là nói chung là cũng sử dụng uống rất là nhiều những cái thuốc, tại vì người lớn á, cho nên là mình đã thấy như vậy, thế là mình đã quyết định. Đó là lý do tại sao mà anh đi tập luyện thể dục thể thao, để bản thân mình hạn chế cái việc mình sẽ phải sử dụng đến những cái liều thuốc để mà nó phục hồi lại. Chứ còn về những cái chất kích thích mà để mà nói chung là ngoài kia thì chắc chắn anh không đụng tới, tại vì anh không muốn bản thân mình, sức khỏe mình có vấn đề. Nếu vậy thì anh đi tập thể dục làm gì, phải không? Vậy phản ứng của anh khi nhận phải những bình luận khiếm nhã như thế nào? Anh cảm thấy mắc cười, anh cảm thấy mắc cười. Anh nay thì mọi người nói là trời sao cái mặt này sáng bừng, trời sao cái mặt này thật sự. Mai thì nói là anh chơi đồ rồi ha, mắt lờ đờ. Anh nói thật nha, xin lỗi, anh đọc vào những cái comment mà họ nói như đúng rồi vậy, anh cảm thấy mắc cười. Chứ anh không có cảm thấy là mình có cái vấn đề gì với cái chuyện họ nói gì hết trơn á. Tại vì cứ ai lờ đờ hay ai được này kia là cái kiểu, tại vì công việc và áp lực nó quá nhiều, không không biết được những gì mình phải trải qua đâu, không biết được những gì mà mình phải đối diện. Vì vậy cho nên ok thì nói là quyền của họ, nhưng điều quan trọng bản thân mình như thế nào, đúng không? Tại vì hôm nay họ nói vậy, mai họ cũng chính họ lại là người nói trời mặt sáng bưng tỉnh táo rồi này kia các kiểu. Anh chỉ cảm thấy mắc cười thôi. Anh nói gì về những tranh cãi xoay quanh dáng ngồi của mình trong show gần đây của Dustin Nguyễn? Anh có đọc thấy cái chiều hướng mà gì một cái comment một cái thôi ở dưới cũng có bạn đó bằng comment là gì? Ngồi gì kỳ vậy hả hay sao? Anh không thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người được đâu, anh chỉ có thể bản thân anh, bản chất của anh là một người
thoải mái, vui vẻ, anh thích những điều gì vui vẻ, anh thích những điều gì tích cực đó. Và thật sự anh đọc cái comment đó, anh cũng nghĩ theo chiều hướng rất là tích cực. Có thể ở trong một khía cạnh nào đó, trong một cái góc nhìn nào đó, cái vòng tròn đó, nó sẽ bị méo mó đi, và không thể nào cái vòng tròn đó sẽ tròn 100%, sẽ tròn hoàn hảo trong mắt của nhiều người được. Vì vậy cho nên rằng là anh vẫn ở đây nói chuyện một cách rất chân thành, vẫn ở đây để thể hiện một sự chân thành của mình. Còn về hình tướng thì đôi khi nó chỉ là cái bên ngoài thôi. Cái anh mà muốn đem đến cho mọi người đó, đó là cái sâu thẳm ở cái con người của anh, là một người sống, anh là một người cương trực, anh là một người thẳng thắn, anh là một người luôn mong muốn rằng là mình đem tới những điều tốt đẹp, thông điệp, những ý nghĩa nhân văn. Chứ anh không phải là người sẽ, nếu anh có sai anh sẽ nhận lấy lỗi đó của mình, chứ anh cũng không có đi đôi chối để làm gì. Tại vì con người ai cũng phải có sai mà, đâu ai là hoàn toàn chính xác, đâu đâu ai là hoàn toàn hoàn hảo đâu, phải không? Anh cũng sẽ nhận lấy lỗi lầm của mình. Còn về việc để truyền đạt, về việc để thể hiện như thế nào, đó chỉ là hình tướng bên ngoài thôi, cái nội dung bên trong nó mới quan trọng.